Xin chào ngày mới, cứ mỗi ngày mới là một cuộc hành trình mới. Tùng TV xin mến chào quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 7 năm 2024 dương lịch. Và sáng hôm nay cuộc hành trình của Tùng TV vận chuyển tổng quan 11 con bò 3B hàng tuyến chọn siêu đều, cực kỳ đẹp về cho anh trai lần đầu ủng hộ Tùng TV ở xã Ninh Tơi, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Và ở trong xã Ninh Tơi này thì mình cũng có giao một vài chuyến cách đây 1-2 năm đó. Và hôm nay thì mình vào trong này một chuyến nữa với số lượng là 11 con. Và anh chốt bò của mình tính ra nay là một tuần rồi. Và anh gửi mình vì là chưa làm chuồng trại chưa xong. Và anh gửi mình nhờ mình chăm sóc hộ một tuần, cũng như là tiêm vaccine đầy đủ cho bò. Và sáng hôm nay đẹp ngày, chuồng trại cũng làm xong. Thì hành trình vận chuyển tổng quan 11 con bò 3B này giao cho anh như thế nào, nội dung cuộc hành trình này ra sao, thì mời quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi cùng theo dõi hết video để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý cô chú anh chị. Ngày mới bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình này chắc chắn là cuối ngày. Kính chúc quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi của mình luôn được thuận lợi. Và đón xem hết video cùng với mình nhé. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là tổng quan 11 con bò 3B khi mà nó đứng lên xe như thế này. Hàng tuyến chọn siêu đều, cực kỳ đẹp luôn. Và mình giao 11 con bò 3B này cho anh như thế nào. Và ngày mốt thì mình có chuyến bò về Gia Lai. Đó, bà con quan tâm đến bò B thì liên hệ trực tiếp số điện thoại bên góc phải màn hình của mình đó, kết bạn Zalo. Và ngày mốt mình về Gia Lai thì mình tiện chuyến thì mình ghép cho quý bà con. Còn sáng hôm nay á thì trong Khánh Hòa này đẹp, bò của mình cũng rất là nhiều. Thứ nhất là mình không có bò, và thứ hai nữa thì anh làm 11 con cũng full xe luôn rồi. Đó, thì bây giờ mình vào mình giao và mình quay chi tiết hơn để bà con tham khảo bò B cũng như là chuồng trại của anh trong này nhé bà con. Vào tới trại rồi, vườn bưởi bao la. Bò chưa dắt xuống rồi, lật đật đi kiếm bưởi cho anh em rồi. Khổ đừ ạ. Dắt xuống hả? Ném bò. Mạnh ra xuống, mạnh này, đi xuống. Okay. Một chú. Một chú. Xuống. Xuống. Ui xuống. Dí theo theo bò đấy. Xuống xuống. Đi. Đó, cứ gọi là cho nó vào thôi. Xuống. Hiền khô rồi. Đó. 2, 4, 6 chú rồi. Xuống. Đi xuống. Nhầm dây. Đi. Rồi, về lại. Thái bò này vô. Đi đi. Đi đi. Đi. Đó, đi. Đó. Đi. Đi, vô. Đi vô. Đi. Đi. Con nào nói thấy đã không? Từ anh một lô 11 con nó như nhau luôn á. Xuống. Xuống. À, chẳng hay. Đi đi đi. Đi vô. Kìa. Kìa. Đi. Đi. Kìa. Đi. 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 Đi rồi. Nuôi bộ béo mà. Đi vô. Hả? Không đâu. Đó, bò này thì chắc không không chung đâu, về có bòi nó không chung đâu. Anh không có cần cột cũng được. Để nó đứng theo thả. Kỹ thì cột. À, cột lại cho chắc. Ôi xồ một đàn.
đó. Quay 11 con 3B đồng giá 20 triệu bao vận chuyển về cho anh để bà con tham khảo này. Chuồng trại thì anh làm cũng nói chung là chưa xong, chưa hoàn tất lắm, nhưng mà sáng nay bác bò rồi. Gửi mình là giáp tuần đó. Bò về ủi. Hèn không. Ui nàng nói đi đốc đều một lứa đó. Giá dao động là thấp nhất là 18 triệu như con đầu tiên mình đang quay đây. Con này đó, con này giá 18 triệu. Trong lô này á, thì nó có một con 18 đó, hai con 18 rưỡi là hai con bông thôi, rất là dễ biết đó. Ui xô, cột thì sợ nó dính dơi. Con này là mang con kia mà không cột thì sợ nó chung, mà bò ra nó không chung đâu anh. Về cả bò giờ nó có ra hoài nó cũng đứng đấy, nó không đi đâu. À. À, nếu mà muốn buộc thì buộc riêng ra, cứng con chỗ con chỗ. Cho nó hiền bò. Về kém đầu anh. Bò đây mà có cái bãi nào mà ném ngay chỗ đấy, ném ngay chỗ cái miệng nó đấy, rút lên đó, rút lên là ok đó. Đây, hiền vàng lắm. Vàng đây giờ em nuôi này cả tuần rồi, nó hiền bò. Hồi giờ bò chân thá chưa cục giờ em bữa mà chở vô liền thì hơi rấu á. À, nay là ổn định rồi, nay bò nó thừng bò rồi. Vậy là ăn uống không xuống đúng rồi, mát mí nữa. Ui nhiều đời là có bãi thá rồi, chứ còn cái có cho nó ăn là cái đuối á. Hôm nay đơn chuồng là ăn bức mà thả rôm cuộn vô là nhất khách là hết, nhất khách là hết. Nhảy ê nhảy lên cổ. Mỗi con mỗi góc. To bò hết. Hay quá. Rồi xem bốn cửa này yếu rồi. Tới chưa? Đang giao bò cho anh rồi. Đang giao bò trên đời nó không có sống. Cột quay cột ngắn dơi lại, đừng để con này nó trồng vào con kia là nó khỏi dính dơi. Cột là gọn gàng. Mang chị đâu. Cột thấp dơi xuống nha anh, cao dơi là nó nháy. Bây giờ là giật gãy trụ mấy công. Ông tay bốc xin chuyên nghiệp nữa nên là một cọc tính. Cửa là đỡ, cửa là đỡ. Đi đâu giải có truyền hình trực tiếp không anh? Ơi. Có anh có đấu giải nào có truyền hình trực tiếp không? Hay à. Có. Về mới coi thử rồi. Anh đánh ấy không hả? Nem nào anh đi thi nem nào? Lâu lắm rồi. Lâu hả? Chưa. Hai mười mấy. Thời đó chắc chưa vô hay? Chưa. À. Có vợ sao nó đuổi đi rồi. Giờ đó hơi dài, cột ngắn lại cho nó hơi khối cả. Đều đẹp. Lô đôi mà anh nuôi mà
chuồng trại đồ nó ổn định, nó có nền đồ, anh lấy phân anh bón biết bao nhiêu còi đâu kế. Giờ về cứ tạm như thế này rồi sau này anh muốn vô ô hay vô chuồng hay là như thế nào đó chứ. Còn cỗ này mà nuôi thôi, thôi mình cứ đổ trong ô một. À. Không có mạng mà sao like được hay cái trời. Quanh 500 anh em luôn theo dõi đây. Ô thịt kẹo. Dũng về chưa? Về rồi. Rồi được rồi đó. Rồi không chơi cỏ thì mình chơi rôm. Cỏ rôm thái vô cục bọn con ném nó đứng nó rút, đứng nó kiếm cỏ rồi nó lụm nó ăn. Mười một con. Đó. Xem, đã bàn giao xem. Mà ổn định hết, tinh thần sức khỏe đâu là về tới nhà là ổn định hết. Giờ hôm đó là đi phải đi ban đêm hết. Nó không có chịu nắng. Nên là em chạy lúc nào em chạy đêm hết á. Ban ngày là nó đi trên xe nó chặt là nó đông là nó nắng là về nó không bò nó mệt. Để đi ban đêm. Bỏ nước em ơi. Dạ. Yeah.